Dạ Thanh Liêm xin chào bà con cô chú cùng các bạn nha. Thì buổi sáng hôm nay thì Thanh Liêm có gặp thím Út, thì hai cô cháu thì có ra ngoài này ngồi uống nước nói chuyện tâm sự về nhóc nè. Dưới sẵn đây thì có chị Mai Thi gửi cho, nhờ Thanh Liêm gửi cho thím Út 500. Thì bây giờ Thanh Liêm trao cho chị, trao cho thím Út. Thì chị Mai Thi nhận giùm cho chị Mai Thi thím Út. Chị cũng cảm ơn nha Mai Thi. Mai Thi cũng gửi cho Út 500.000, thím Út cũng cảm ơn Mai Thi nhiều, rất là nhiều, làm ăn sức khỏe và gặp nhiều điều may mắn nha Mai Thi. Cảm ơn nha. Dạ thì chị Mai Thi cũng có nhờ Thanh Liêm gửi, thì Thanh Liêm cũng có gửi cho thím Út nha chị. Cũng thay mặt cảm ơn con nghe Liêm. Dạ. Thì Thanh Liêm cũng thay mặt thím Út gửi lấy lời cảm ơn chị Mai Thi. Chúc chị Mai Thi nhiều sức khỏe à. Thì hồi sáng thì nói chung thì bữa nay con cũng có ghé vô nhà của Cà Lý. Nói chung thì cũng nói Cà Lý. Thì Cà Lý thì nó chị của con nhóc thì phần nào nó cũng biết. Thì nó cũng đỡ hơn nhóc ở chỗ. Thì chỉ nói cho nó nghe là về vấn đề như còn mẹ bây giờ là quý lắm em ơi. Mình phải cố gắng, mình biết mình trân trọng, để một khi mẹ đã 100 tuổi rồi em cũng khó mà tìm lắm. Cà Lý nó nói em cũng thương mẹ lắm, chứ không phải không thương đâu. Em lâu lâu em về em thăm thì em cũng có ghé, em mua đồ ăn, đồ cho mẹ đó. Còn cái vấn đề nhóc thì tí mút thì cũng từ từ đi, để con gán con nói chuyện với nó. Ha, rồi mấy bữa nay sao rồi, có buồn gì không? Không rồi, bị nghe cũng thì nhóc thì ra nói nào cũng nghe nói nó thì cũng thím Út cũng vui chứ cũng có gì đâu. Cũng lo buôn bán là kiếm tiền mà đặng mà sống chứ. Đại lý bây giờ là về thăm mẹ để nọc bà nội rồi. Đi về ngoài thuốc ngoài Hà Nội rồi á. Chủ đại lý giấy số hả thím Út? Đại lý lấy chi giấy số á. Anh này này thím Út mà lãnh được nhiêu tờ? Lấy bữa nay là bảy mấy tờ đó. Còn không? Bảy mấy tờ mà chưa ai mở hàng tờ nào. Lấy con mở hàng cho hai tấm thím Út ơi. Chiều con trúng thì thím Út đỡ chút xíu. Tiền nước luôn đi chơi chị ơi. Rồi, cọc cái số bỏ chồng rồi. Rồi, không sao, tao để nó đi có cô ba coi nè. Nè, anh lấy số này đi. Số cọc cái số đây. Bỏ chồng mày. 61 bỏ chồng mày. Sao mấy cũng lấy, có số lấy rồi. Hai tấm nha. Hai tấm rồi nha. Rồi mở hàng chút thím Út mua may bán đắt nha. Cảm ơn. Bán mau bán lẹ. Bữa nào lấy bánh bữa nay ít rồi, nặng bán mau hết, nặng bán với số nữa. Rồi mấy bữa nay có đi nhặt phế liệu không? Tại vì bán bánh là đi nhặt phế liệu thì người ta gớm ta. Đúng rồi, ăn. Đúng rồi, tại chừng không con nói gì nè, cũng như lúc mà thím Út bán xong á, hết bánh đi. Rồi trên đường thím Út đi về nhà đó, thì về có thể cái lúc nhặt được. Nhặt được mà điều rất kháng, xe hút rác nó đổ hết rồi. Còn đâu nữa lụm. Chứ bây giờ mà thím Út mà vừa đi bán bánh mà thím Út mà vừa nhặt luôn là con bảo đảm không ai dám mua luôn á. Người ta gớm, người ta không cho ăn. Với mai mốt mình bưng cái xe bánh đó thím Út. Con góp ý nha. Mua cái khăn chùm á, chùm lên. Thì cái khăn chùm lên rồi. Hoặc cái bọc á. Chùm cái bọc kiến. Cho người ta thấy bánh, tránh bụi một chút. Thím Út chùm lại, thím Út kỹ lắm mà. Dạ. Chùm hết trơn à. Chùm hết trơn á. Thím Út cơm chưa? Anh đau bụng muốn xỉu luôn mà. Còn nói mua hai gói mì tương mà chưa có nấu ăn được nữa kìa. Thím Út ăn tương lại hả? Hả? Ăn tương lại hả gì em mua mì tương? Ăn tương từ hôm gài là ba bốn bữa nay rồi. Trời ơi, hay chứ ta. Ăn tới thứ bảy đây luôn nữa nè. Để bị về điện Cà Lý ngày qua. Nói mai mốt đừng có mua đồ mặn lại nấu cho mẹ ăn nha. Chừng nào mẹ ăn mặn là phải mua lại nha. Bây giờ mẹ ăn tương đi, tới qua rằm tháng 7 tới mùng 10 á, qua mùng 10 mẹ mới ăn mặn lại.
Con nghe Cà Lý nó nói á, lúc trước á, thì nó không hiểu gì, nó cũng giận mẹ, giận Thế Mốt. Nhưng mà sau này khi giờ lớn rồi, giờ nó hiểu, nó biết chuyện thì nó cũng không có giận Thế Mốt. Thì con cũng giải thích cho em nó nghe. Là ngày xưa là mẹ cũng phải đi làm ăn để tìm kế sinh nhai, chứ bây giờ mình đã gì mình cũng phải nói, là nhóc nó cứng cái nào thì cũng để từ từ mình bẻ nó Thế Mốt. Không, con thấy Thế Mốt giờ cũng vui rồi, cũng đỡ. Ở con giờ còn non, còn non không uống, vợ già uống nổi hết trơn à. Đúng không? Đó, đó, bây giờ thì con cũng gắng con nói chuyện cho nó nghe. Thì cũng có một số bà con cô chú trên đây người ta cũng đồng tình, mà cũng có người ta không đồng tình nữa cũng có chứ không phải không. Kẻ ghét người thương mà đâu nói ai được. Thì sẵn đây Thanh Liêm cũng nói luôn, cũng có một số vài anh em trên cộng đồng mạng thì cũng nói tại sao Thanh Liêm xóa những cái bài bình luận của mọi người. Thì Thanh Liêm cũng xin thưa, nó là như vậy. Thì bây giờ mình nói Thanh Liêm không cấm ai bình luận hết trơn á. Thanh Liêm chia sẻ luôn, Thanh Liêm không cấm mọi người bình luận, nhưng mà có một số bình luận của các bạn nó không được tế nhị cho mấy. Rồi nói này nói nặng nói nhẹ người lớn, dù sao thì cô ba Thím Út đồ cũng là người lớn không. Thì Thanh Liêm cũng đã nói nhiều lần rồi, mình không có cấm ai bình luận hết trơn á, mình tôn trọng mọi người hết. Nhưng mà có những cái comment bình luận của các bạn nói lên những cái mình thấy không được, cho nên mình không có để, không thể nào để những cái bình luận chia sẻ của mấy bạn trên đó. Thì nếu như cô ba đọc được hoặc là con cháu cô ba đọc được thì thấy những cái dòng bình luận hay là chia sẻ của các bạn đó nghe nó không hay, không đẹp, không tốt, thì khiến cho người ta buồn thì cũng tội nghiệp người ta. Cho nên Thanh Liêm đã xóa, thì các bạn mong các bạn thì cũng thông cảm. Còn nếu như các bạn có muốn nói hay là cái gì đó thì cứ gặp trực tiếp ngay Thanh Liêm, thì mình sẽ trả lời cho các bạn hết. Nói chuyện gì thì mình cũng tế nhị, thì mình cũng xin thưa như vậy đó. Ai người ta cũng còn cái danh dự, cái nhân phẩm và cái của người ta hết. Nên mình nói cái gì mình hay là mình lựng cái gì đó thì cũng phải vừa phải tế nhị thôi. Rồi, con nói gì đúng không Thím Út? Được, ok con. Con nói gì là Thím Út thấy vui không? Với nhiều vui người nha. Lên đây nó họ nói nhiều cái nó bình luận đó. Mình không cấm ai nói hết trơn á, nhưng mà họ nói nhiều cái hơi quá uống đi. Đúng rồi. Buồn lúc nào buồn thời gian không, cũng qua qua lại cũng vui vui mà ăn được, nên cố gắng mà vui lên. Đúng rồi, mình phải làm mới được Thím Út ơi. Mình làm cái gì cũng được, mình làm cái đồng tiền chân chính mồ hôi nước mắt mình là bà con cô chú người ta thấy người ta thương à. Đúng rồi. Mình biết đồng tiền cực khổ hay biết sướng khổ, biết suy nghĩ lại đồng tiền đó là sao. Đúng rồi, Thím Út có hỏi thăm bác Tư bệnh hoạn gì không? Chắc cũng có phải không? Có điện cho cô ba có một lần hỏi bác Tư sao rồi nó cô ba nói là từ xuống dưới bệnh viện dưới đưa dưới bệnh viện dừng thơ dưới rồi hỏi bác Tư khỏe không đã chưa chưa anh Tư mày đưa xuống dưới bệnh thơ rồi. Rồi tới giờ luôn á hôm hôm tính điện hỏi mà thôi rồi giờ đó anh tao 9-10 giờ tao ngủ à. Vậy hả? Không, cô ba có điện lại nói chuyện. Rồi bà la nhức mỏi này kia, đau bệnh này kia đó. Cô ba hả Thím Út? Cô ba. Trời đỡ gió nè, con cũng vậy nè, khó chịu người quá. Bữa nay con tính không đi mà mai sáng này thấy thôi nhà nằm cũng buồn thôi đi. Hôm á Thím Út ta tắm rửa rồi thấy không? Đốt nhang cho ông đệ. Rồi mở kinh chú Đại Bi lên đó. Rồi bắt đầu Thím Út nhớ là hồi xưa đó mở chú Đại Bi với Phật Thánh Mẫu lên. Rồi bắt đầu là Thím Út niệm Phật xong rồi nửa chừng à chưa được hết mấy câu kinh nữa Thím Út niệm Phật ba tiếng Phật
ba tiếng Phật rồi xà xá ba xá là bắt đầu máng sâu chuỗi lên, máng sâu chuỗi lên rồi để đó là xá ba xá nữa là sáu xá. Ừ. Rồi bắt đầu tắt TV mở cái lương coi, rồi bắt đầu mở điện thoại coi rồi này kia đó, điện cô ba hay gì nói chuyện gì đó. Ừ. Rồi bắt đầu mở lại cái kia coi cái clip coi bác Tư nằm bệnh viện nào có.